chào bạn và chào mừng các bạn đã đến với bản tin của TSM News, bản tin cập nhật nhanh nhất những tin tức trong ngày. Thơm Nguyên đối mặt với việc sẽ bị khóa kênh YouTube và TikTok. Ông Lê Quang Tự Do, cục phó cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, đơn vị đang phối hợp với cục A03 Bộ Công an mời YouTuber Thơ Nguyễn lên làm việc liên quan tới một số clip truyền bá mê tín dị đoan, dạy cách xin vía học giỏi bằng búp bê. Ngoài ra, đơn vị đã yêu cầu TikTok và YouTube gỡ những nội dung liên quan đến tài khoản Thơ Nguyễn. Ông Lê Quang Tự Do thông tin, phía TikTok đã gỡ nội dung và tạm dừng kênh này. Kênh TikTok của Thơ Nguyễn mới mở nhưng vì đã có lượng người theo dõi kênh YouTube rất là lớn nên chỉ trong vòng 3 ngày, số lượng người theo dõi đã tăng rất nhanh. Về phía YouTube, cục đã gửi yêu cầu và báo chặn video có nội dung không phù hợp của Thơ Nguyễn. Cục đã phối hợp với những đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, cục A03, cục An ninh Chính trị Nội bộ để tìm địa chỉ và số điện thoại liên hệ, mời chủ kênh Thơ Nguyễn lên làm việc vì video này truyền tải có dấu hiệu tuyên truyền mê tín dị đoan, cũng như là tuyên truyền bùa ngải búp bê Cú Ma Thông. Được biết thì chủ kênh Thơ Nguyễn ở trong Bình Dương, dù rất nổi tiếng nhưng chỉ hoạt động dưới danh nghĩa cá nhân và không có đăng ký. Ông Do cho biết, sau khi tiếp nhận và phản ánh vi phạm, chúng tôi đã liên hệ và điện thoại gửi email nhưng người này chưa hồi đáp. Trong trường hợp chủ kênh Thơ Nguyễn không làm việc với cơ quan chức năng hoặc cố tình không nhận liên hệ thì sẽ có biện pháp xử lý khác. Trước đó, trong 2 ngày, ngày 25 và ngày 27 tháng 2, Thơ Nguyễn đăng 2 clip có nội dung về xin vía học giỏi cho các em bé nhờ dùng búp bê dạng búp bê Cú Ma Thông. Các clip này, Thơ Nguyễn và vấp phải rất nhiều phản ứng và chỉ trích của cư dân mạng, đặc biệt là các bậc phụ huynh. YouTube của Thơ Nguyễn hiện tại có 8,7 triệu người đăng ký theo dõi, nổi tiếng với các video với nội dung hướng tới người xem là các em nhỏ tuổi với thu nhập khủng lên đến khoảng 13 tỷ đồng trên một năm. Và cảm ơn các bạn đã xem hết bản tin của TSM News. Và TSM News đã có phiên bản trên TikTok, bọn mình sẽ để link ngay bên dưới nhé. Và các bạn hãy nhớ ấn like và ấn theo dõi cho TSM News để cập nhật nhanh nhất những tin tức nóng hổi. Bây giờ thì xin chào và gặp lại. Bye bye.